Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Nhật Cường Cười Để Nhớ. Thì hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Nhật Cường đang ở tại thành phố Florida. Thì điều đầu tiên là phải chúc cho quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, và lúc nào cũng nhiều niềm vui, và đặc biệt phải nở nụ cười trên môi. Hôm nay Nhật Cường muốn gửi đến quý vị một cái clip nho nhỏ gọi là trải nghiệm và review một chiếc xe rất là màu sắc hơi bị nổi. Đặc biệt cái xe này 3 bánh. Đối với vị là xe gì nha? Sao? Nãy giờ quý vị đã đoán ra xe gì chưa? Hả? Ba gác, xích lô. Dạ không. Rồi cho thêm một chi tiết nữa là xe này là một cái dạng gọi là nó có động cơ nha, nó xài bằng xăng nha, và nó giống ná hơi chiếc xe hơi nha. Đó, các bạn suy nghĩ chưa? Rồi chắc cô Hoài đoán ra. Thì thôi bây giờ Nhật Cường sẽ cho quý vị sẽ xem xe gì nhá. Từ từ chiếc xe từ từ chạy đến chúng ta thôi. Một chiếc xe màu vàng đang ở phía sau lưng Nhật Cường, đang từ từ chạy đến. Đó, quý vị thấy không? Đã đón ra, từ từ nhận ra chiếc xe chưa? Nhận ra chiếc xe chưa? Đó, rất là trông đẹp mắt và ngộ nghĩnh. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa các bạn? Thấy chưa? Đó, mà không phải là một tài xế nam nha, bất ngờ là một tài xế nữ. Đó. Chúng ta từ từ thấy chiếc xe Celine Sort. Đó, thấy hiệu chưa? Xin chào em Dân. Chào anh. Khỏe không? Dạ, khỏe. Cũng may là trời cũng mát mát nha. Cái này mà nó gặp trời nắng là em có bung mui lên đó nha. Ví dụ như này mà không có mui là em xài bằng cái gì? Cái này có mui á anh. Có mui hả? Dạ. Nó trời mát thì mình chạy ha. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thì mình tắt máy rồi hai anh em mình tâm sự, mình nói chuyện review xe cùng quý vị nha. Dạ. Xe đẹp quá Dân ơi. Màu vàng cũng hợp với anh luôn á. Dạ. Ủa còn ngồi nói chi nữa, xuống lại cho anh hỏi dài ba điều chứ. Đây. Rồi bây giờ đến đây nè. Rồi bây giờ cho anh Cường riêng nha, nhưng mà đối với quý vị khán giả biết thì cái xe này em mua hồi năm nào? Dạ em mua hồi năm ngoái. Năm ngoái dạ. Hả? Nó còn mới tinh hay là mua lại? Dạ mới tinh anh. Cho biết còn cái giá nó là bao nhiêu? Cái giá là khoảng 36.000. 36.000 đô hả? Dạ. Ồ cũng dữ dằn ha. Dạ. Mà cái xe này là tại sao em thích cái xe này? Xe này tại vì mình ở Florida đó anh, thì nắng quanh năm trời đẹp, mà nếu mà mình lái nó mình đi dạo phố thì có lý ha, giống như không khí Việt Nam mình phải không? Dạ đúng rồi. Mình ngồi chứ nhiều khi ví dụ như bây giờ nè, em tới gần ví dụ như bây giờ nè, ví dụ như trời mưa rồi lúc đó cái này nó có mái che không? Dạ có anh, nó có mái che, nó gắn lên nhưng mà nó không có phải giống như là convertible mà mình có thể bấm nút mình xếp, mà mình phải là mình phải gắn ốc mình bỏ lên, nó như manually vậy. Dạ. Vậy ở đây thì mình chỉ một là tấp vô mặt nó nổ, hoặc là cây xăng là mình bật lên thôi đúng không? Dạ. Thì cũng cái đó hơi phiền. Thì cái này chỉ tốc độ nhanh nhất khoảng bao nhiêu? Chạy tốc độ thì cũng nhanh giống như xe bình thường, nó có thể lên freeway chạy được tới 80-90. 80-90 mile hả? Dạ mile. Wow, trăm mấy chục cây số đó mà giỡn đâu dạ. Ha. Mà cái này làm một cái dàn máy của nó là dàn máy xe hơi hay dàn máy sao? Cái dàn máy của nó thì là nó của xe mô tô. Mô tô hả? Dạ, giống như những xe mô tô mà hai bánh ở Việt Nam mình hay chạy, xe Honda đồ này nọ kia. Mô tô hồi nãy. Dạ. Cho quý vị coi luôn cái máy được không? Dạ được chứ. Đó. Quý vị thấy không? Thường là ai cũng nghĩ là nam nhưng mà đây là nữ. Đó ha, cái máy cái đắp cabo chỉ cần dở lên đẩy ra ngoài. Đó, đây quý vị coi cận cảnh của chiếc xe, máy bóc đó, đèn, động cơ. Cái này không biết có mấy, gọi như là có 4 cái bô ri ha, phải không ta? Anh nghĩ là 1 máy, 2 máy, 3 máy, 4 máy á. Chúng ta sẽ qua bên đây coi cho nó rõ hơn nha quý vị nha. Đây. Nhìn ở trong rất đơn giản, thay vì một chiếc mô tô nó là hai bánh thì đây là chiếc mô tô ba bánh dễ chạy hơn. Thấy không? Cái gầm của nó rất là thấp. Đó, thấy nó thấp không? Đó. Đây. Nó không phải chạy sơn nha, mà nó chạy bằng dây coroa. Đó, cái dây coroa đây. Mâm bánh sau lớn hơn mâm bánh trước. Lớn hơn mấy inch. Nhìn rất là ngầu và lạ lẫm. Nếu mà một chiếc này ba mấy ngàn vậy? Dạ 36.000. 36.000 mà đem về Việt Nam ta thì cứ nhân lên gấp 3 lần. Cái này mình chạy bằng xe bằng tự động hay là bằng số em? Dạ này chạy theo số anh. Số hả? À, đây là thắng tay phải không? Dạ đúng rồi, này là thắng tay. Còn đây là hộp số phải không? Dạ. À, nó giống như số xe hơi, nó có số 1, số 3, số 5 gặt lên trước, số 2, số 4 và ve ở sau. Đây nó có đúc đề luôn, có chìa khóa luôn, và đó có ba cái, một cái bên trái là cái ga Abaya, cái ở giữa là thắng, cái bên phải là đạp ga. Đó, đồng hồ Comtomax. Đây là cái lúc mà mình ve xe thì cái màn hình này nó có. Dạ có, nó có camera để cho mình nhìn lại phía sau đó anh. À vậy hả? À, bây giờ em dân có thể lên nổ máy coi thử tiếng máy nó ồn hay nó nhỏ hay sao, với cái bật màn hình ve cho quý vị coi thôi. Dạ dạ. Không sao cứ để đó rồi mình nổ, rồi lát mình đóng cửa. Đó. Giờ bây giờ mình dặn chìa khóa. À dặn chìa khóa. Dạ. À. Rồi mình bấm cái nút này. Cái nút này. À. Bô nó nổ hay quá ha. Rồi đó. Giả bộ bật cái ve thôi nha, đừng có chạy nha. Okay. Để cho coi đó ve, quý vị thấy không? Thấy cái màn hình ha, thấy màn hình ve cũng rất là yên tâm. Đó, đây là kiến chi hậu. Đó. Đây. Ngồi lên ngầu không? Quá ngầu. Quá lung linh. Cho toàn cảnh cho xa xa quý vị ngắm cho đã nha. Đó, tuyệt vời. Ở phía sau lưng Nhật Cường là có cây vú sữa nha, nhớ Việt Nam không? Ở đây yên tĩnh, nghe tiếng chim hót rất đã. Nếu sau này mà mình chắc retire hay là về hưu á, mình cũng tranh thủ qua đây kiếm cái căn nhà nho nhỏ mình ở đây rất là thú vị. Nãy giờ là nhìn cái xe anh cũng kết rồi đó, nói thẳng ra. Sao em cũng có máu mê thể thao mà sao, tại sao em thích màu vàng, có hộp vàng hay sao vậy? Dạ chắc vậy. Với lại màu vàng giống như là màu mặt trời á anh, em thì thích cái màu nổi nổi. À màu nổi nổi, anh cũng thích màu nổi nổi. Dạ. Thích màu vàng, màu cam, màu đỏ nha, tại vì anh mặn quả mà. Dạ. Rồi có lý ghê ha. Bây giờ anh muốn chạy rồi hả? Thì lên xe chạy thôi, bỏ chìa khóa vô rồi đạp ga chạy thôi. Không dám đâu. Bây giờ anh thấy ý kiến vậy nè, anh chưa thử cho nên thành thử ra bây giờ dân lái đi rồi anh ngồi kế bên, rồi xong chỉ cho anh coi thử chạy sao rồi anh mới dám thực hành. Rồi. Ok. Được, quyết định vậy ha. À. Ồ, ngồi vậy thôi có xích beo xích biết rồi không? Dạ có anh. Ủa sao nằm phía bên đó? Dạ nó nằm hơi ngược với lại những chiếc xe. À của mình cũng có lý. Dạ. Ha. Rồi giờ mình có máy đề ha. Dạ dặn chìa khóa lên. Ok. Mình đạp Amazia với thắng thì mình đề máy. Ok. Đạp xe. Bây giờ hai anh em sẽ chạy thử nè. Rồi giờ là cái dập Amazia phải không? Dạ. Vô số 1. Đẩy là số 1. Đó. Rất dễ, giống như chạy xe hơi các bạn. Giờ đang về số 2 đó. Đó, lên số 3. Đó. Bắt đầu nó có anh chớn thì chúng ta cứ thế mà cứ lẫy lên số 4 hoặc là số 5. À. chưa hả? Hay quá này. Nó y như là một chiếc xe hơi mà chạy bằng số tay bình thường vậy các bạn. Rất là đơn giản mà mình thấy nó chắc dễ chạy, nó không có nổi khó khăn. Này mà chạy tốc độ nhanh anh nghĩ cái chắn gió thì nó chắn nổi không Dân? Dạ chắn nổi anh, nói thì mình giống như mình chạy những cái xe mà không có trần á. À vậy dạ. Hả? Tại vì thấy cái chắn gió nó hơi bị thấp. Dạ. Thấy hơi ngon lành, thấy chắc đều đó. Bây giờ có nhiều gà nhắn hết Dân ơi. Ok. Đó, sung quá. Thôi giả bộ ơi thôi chứ để nguy hiểm. Ok. Bây giờ anh thấy tự tin rồi đó. Có thể là đậu lại bây giờ em chuyển qua em là nhà quay phim. Dạ. Và anh là lái xe thử thôi. Hai anh em tôi là tự review luôn. Dân là vừa lái vừa quay rồi, Cường cũng vừa lái vừa quay luôn. Thấy ra. Thấy chưa? Mình chơi gì mà không đụng hàng nè. Đi xe vàng, mang dép tổ ong mà dép xanh lá cây mới ghê. Ngồi vô cái coi bật lên rồi chỉnh đàng hoàng. Chân cẳng rồi. Xếp tí nữa là cứ nghĩ lộn mà kéo bên kia không à. Để miro dưới đây chứ, để ở trên kia nó bị cắn. Rồi bây giờ mình hạ thẳng tay xuống nè, dậm ambiya nè, chắc nghi khực không. Dạ chưa đạt yêu cầu. Rồi lên nè. Ôi dạ, ấy dạ, trời cũng hơi khó. Từ từ quen thôi, ngon lành. Nó cũng nhẹ nhàng Dân ơi. Nó y như là cái xe hơi vậy. Nó về cái số nhỏ thì nó mạnh hơn. Nghe cái tiếng bồ nó thoát kìa. Nó mạnh. Hiện nay là tốc độ chỉ có 25-30 mile thôi nha. Đó. Lên số 4. Này mình review, mình chạy ở bên trong này thôi chứ không dám chạy freeway, tại vì không dám mạo hiểm. Thứ hai nữa bắt đầu lát nó nắng lên, trên trời đang mát cho lát nắng lên sợ. Có khi nào mình chạy hồi cái vòng hồi lát không biết cái đường về không ta, quên cái đường về. Trên nữa không? Trên một cái nữa. Đó, trên một cái nữa. Mình là cái lóc trên phải không? Dạ. Trên này được hay sao? Dạ đúng rồi anh, được 15 anh. Được 15. Bây giờ ta quẹo về lại nơi căn cứ của ta thôi. Cái chân dậm lâu quá, chạy xe tự động cái bây giờ mới dậm ambiya cho nên lúc đầu nó hơi ngượng nhưng mà lúc sau thì mình nhấn đều rồi. Bây giờ mình có cảm giác cái chân trái cái ambiya này rất là ok. Hiện nay mình đang chạy số 5 là các bạn. Đó cho nên thấy nó dịu, nó êm, nó mướt, nó lướt, ngon lành, cành đào. Và bây giờ chúng ta đã từ từ về nhà. Nhìn ký chú Hậu quẹo vô nhà thôi. Đã tới nơi rồi, hãy tắt máy và xuống xe thôi. Sao anh? Chạy thử đồng rồi anh thấy sao anh? Này anh không có mệt mà anh đang đã đó. Anh đang sướng. Nói thiệt với Dân chứ anh thích mấy cái xe này. Thứ nhất là nó lạ, nó không đụng hàng. Nếu mà có dịp mà chỉ chiếc xe này về Việt Nam cũng dám chơi, dám liều lắm á. Tại vì mình đi nó không đụng hàng, cái không đụng hàng là cái ai cũng thích nhìn vô xe. Cứ thứ hai nữa là cũng dễ chạy như chiếc xe hơi vô số bình thường. Cái thứ nữa là nó mát mẻ nè, ngồi thoải mái ha. Chiều chiều tối tối đi dạo phố rất là ok. Đó, mà đạp nó cũng giọt vướng mướt, rất là thích, rất là sung sướng. Nói chung là túm lại là good. Mà hồi đó dân tại sao lại nảy ra ý định thích xe này? Dạ là tại vì tụi em làm về cho mướn xe đó anh. Thì ở đây là người ta rất là thích chạy những chiếc xe mà nhìn rất là thể thao. Dạ. Vậy là chiếc xe Tesla điện là cũng của em luôn? Dạ đúng rồi. Vậy là cho mướn xe, tức là nhà rất là nhiều xe, rất là nhiều nhà để cho khách du lịch tới Florida để họ thuê nhà rồi sẵn có dịp họ mướn xe. Rồi có du thuyền hay có cano rồi không? Dạ cái đó là có trong tương lai. Tương lai, vậy là hay quá rồi. Vậy mình vô đúng ổ rồi. Hai anh em tôi nói chung là đã trải nghiệm và review chiếc xe cho quý vị xem xong. Thì Nhật có nói gì không? Dạ chúc quý vị một ngày vui vẻ. Thì anh cũng chúc quý vị một ngày vui hơn chữ vui nữa, và mạnh khỏe luôn, bình an. Và sẽ gặp lại quý vị trong nhiều clip sau. Và không quên là cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh. Giờ đây hai anh em tôi Cường Dân xin chào tạm biệt. Mình quay nhẹ nhẹ lại nha, để cho thấy chiếc xe nha, đừng bỏ quên nó, tội nghiệp nó nha. Đó, hai anh em tôi và bạn vàng phía sau xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye, bye, bye. Nhớ đăng ký subscribe theo dõi nhé.